Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Trong một nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy, dải ngân hà của chúng ta có thể chứa đầy các thế giới đại dương. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, những hành tinh xa lạ được bao phủ bởi đại dương rộng lớn, có thể là phổ biến trong dải ngân hà của chúng ta. Theo những gì chúng ta biết, tất cả sự sống đều cần một thứ, nước. Và đó là lý do tại sao các nhà khoa học bị thu hút bởi những thế giới mà họ biết hoặc nghi ngờ có đại dương khổng lồ. Những thế giới này là một trong những ứng cử viên tốt nhất cho việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã quyết định xem có bao nhiêu hành tinh trong dải ngân hà có thể phù hợp với loại thế giới đại dương. Họ cũng muốn khám phá xem có bao nhiêu thế giới trong số này thậm chí có thể phun ra những chùm nước bắt nguồn từ đại dương của nó, phun ra ngoài không gian như mặt trăng Enceladus đã làm. Và họ phát hiện ra rằng hơn 1/4 trong số 53 ngoại hành tinh mà họ nghiên cứu có thể là thế giới đại dương. Theo Lina Quick, một nhà khoa học hành tinh tại trung tâm bay không gian Goddard của NASA, người chuyên nghiên cứu về núi lửa và thế giới đại dương, cho biết trong một tuyên bố của NASA, những tia nước phun ra từ Europa và Enceladus, vì vậy chúng ta có thể nói rằng những thiên thể này có đại dương dưới bề mặt bên dưới lớp vỏ băng của chúng, và chúng có năng lượng thúc đẩy các chùm tia, đó là hai yêu cầu cho sự sống như chúng ta biết. Vì vậy, nếu chúng ta nghĩ về những nơi này là có thể sinh sống được, thì có thể các phiên bản lớn hơn của chúng trong các hệ hành tinh khác cũng có thể ở được. Để tìm ra bao nhiêu trong số các thế giới đại dương này có thể ẩn náu ngoài đó trong dải ngân hà, các nhà khoa học đã xem xét 53 ngoại hành tinh có kích thước tương tự trái đất, bao gồm cả 7 hành tinh thuộc hệ Chapit-1 gần đó. Họ phân tích các biến bao gồm kích thước ngoại hành tinh, mật độ, quỹ đạo, nhiệt độ bề mặt, khối lượng và khoảng cách từ ngôi sao của nó. Từ lâu, các hoạt động kiến tạo mảng cũng được chứng minh là một trong những yếu tố giúp sự sống được phát sinh và duy trì trên trái đất. Không loại trừ đối với một số thiên thể, hoạt động núi lửa quá dữ dội đã biến nó thành địa ngục. Nhưng hoạt động núi lửa và các quá trình kiến tạo mảng khác vừa đủ như ở trái đất sẽ duy trì sự giải phóng khí, để bầu khí quyển được ổn định, đồng thời giúp hành tinh đó luôn ẩm ướt. Dựa trên những hoạt động núi lửa trên các hành tinh, nghiên cứu cho thấy có khoảng 26% hành tinh trong dải ngân hà có chứa nước. Ngoài việc ước tính rằng khoảng 1/4 các hành tinh này có thể là thế giới đại dương, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hầu hết chúng có thể có đại dương dưới bề mặt dưới các lớp băng. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều thế giới đại dương này có thể giải phóng nhiều năng lượng hơn cả Enceladus và Europa. Bây giờ đây, các giả định đi vào các mô hình toán học này là các phỏng đoán có khoa học. Tuy nhiên, thông tin này có thể quan trọng trong việc giúp các nhà nghiên cứu lựa chọn tốt hơn những ngoại hành tinh mà họ có thể muốn nghiên cứu sâu hơn. Những ngoại hành tinh này hiện ở quá xa để có thể nhìn thấy chi tiết, đặc biệt là vì những chi tiết đó thường bị che khuất bởi ánh sáng của ngôi sao chủ của hành tinh. Tuy nhiên, với các sứ mệnh trong tương lai, bao gồm cả kính viễn vọng không gian James Webb của NASA, dự kiến phóng vào năm 2021, các nhà nghiên cứu có thể điều tra kỹ hơn những thế giới này. Theo Akira Berg, một nhà vật lý thiên văn NASA Goddard, người đã cộng tác với Lina Quick về vấn đề này cho biết, các sứ mệnh trong tương lai nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài hệ mặt trời tập trung vào các hành tinh giống như hành tinh của chúng ta, nơi có sinh quyển toàn cầu dồi dào đến mức làm thay đổi tính chất hóa học của toàn bộ bầu khí quyển. Nhưng trong hệ mặt trời, các mặt trăng băng giá với đại dương và những nơi khác quá xa để mặt trời sưởi ấm vẫn cho thấy chúng có những đặc điểm mà chúng tôi nghĩ là cần thiết cho sự sống. Ngoài việc đối chiếu các bằng chứng cho đến nay về từng thế giới đại dương tiềm năng, nhóm nghiên cứu đứng sau báo cáo mới cũng đề xuất các bước tiếp theo để khám phá từng thế giới hấp dẫn này. Phát hiện thiên hà lớn tuổi nhất vũ trụ. Kính viễn vọng Hubble của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ vừa lập kỷ lục mới khi tìm ra GNZ-11, thiên hà xa xôi nhất, nằm ở cách trái đất 13,4 tỷ năm ánh sáng. Theo International Business Times, do ánh sáng phát ra từ thiên hà cần hàng tỷ năm để đến Hubble, chiếc kính viễn vọng khổng lồ này đang nhìn lại thở sơ khai của vũ trụ. Theo nhà nghiên cứu Pascal Oles, Đại học Yale, Mỹ, cho biết,
chúng tôi đã đạt một bước tiến lớn ngược dòng thời gian, vượt quá những gì chúng tôi mong đợi ở Hubble. Chúng tôi có thể quan sát GNZ-11 khi vũ trụ mới chỉ ở 3% độ tuổi ngày nay. Theo lý thuyết, vũ trụ ra đời sau vụ nổ Big Bang cách đây 13,8 tỷ năm. Khoảng cách giữa GNZ-11 và trái đất cho thấy, thiên hà này có thể được hình thành sau vụ nổ lớn chỉ khoảng 400 triệu năm. Điều này đồng nghĩa, GNZ-11 có thể là một trong những thiên hà đầu tiên hình thành sau Big Bang. Kỷ lục thiên hà xa nhất thay đổi nhiều lần trong năm qua. Đài Thiên văn Keck ở Hawaii, Mỹ, tìm thấy thiên hà EGSZS-81 cách trái đất 13,1 tỷ năm ánh sáng. EGSZS-81 giữ ngôi thiên hà lâu đời nhất trong vũ trụ, cho đến khi các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ California có thể quan sát thiên hà EGS-8P7 nằm ở khoảng cách 13,2 tỷ năm ánh sáng. Với phát hiện mới, GNZ-11 chính thức giữ kỷ lục là thiên hà xa nhất và lớn tuổi nhất vũ trụ. Các nhà nghiên cứu sử dụng máy ảnh phạm vi rộng Wide Field Camera 3 của Hubble để xác định khoảng cách của GNZ-11. Để xác định được khoảng cách giữa GNZ-11 và trái đất, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm mức độ dịch chuyển đỏ của GNZ-11. Dịch chuyển đỏ là hiện tượng vật lý, trong đó ánh sáng phát ra từ các vật thể đang chuyển động ra càng xa người quan sát sẽ càng đỏ hơn. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng quan sát các dấu hiệu hóa học được gọi là vạch phát xạ và tia cực tím để ước tính về khoảng cách tới GNZ-11. Theo giáo sư Đại học Tokyo, Nobunaga Kashikawa cho biết, chúng tôi đã xem xét cụ thể tia cực tím, vì đó là vùng phổ điện tử mà chúng tôi mong đợi để tìm ra các dấu hiệu hóa học dịch chuyển đỏ. Để phân giải các phát xạ tia cực tím ở mức độ cao, nhóm nghiên cứu của ông Kashikawa phải dùng tới kính viễn vọng Keck 1 nằm ở Hawaii, có gắn MOSFET, một loại máy đo quang phổ tiên tiến trên mặt đất. Khoảng cách của GNZ-11 được cho là nằm sát mép trường quan sát của Hubble. Những thiên hà cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn chắc chắn sẽ do phiên bản kế nhiệm kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.